nóng. Bắc Giang duyệt quy hoạch 5 khu công nghiệp rộng hơn 1.100 ha. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa thông qua nghị quyết về đồ án quy hoạch 5 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.100 ha. Hiện tỉnh Bắc Giang có 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng gần 2.000 ha. Cụ thể, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đức Giang, huyện Yên Dũng tỷ lệ 1/2000, quy mô đồ án khoảng 287,54 ha. Khu công nghiệp Đức Giang là khu công nghiệp tập trung, đa ngành nghề, chủ yếu là công nghiệp chế biến, sản xuất và lắp ráp, có tính chất công nghệ kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường. Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2 thuộc huyện Hiệp Hòa tỷ lệ 1/2000, quy mô đồ án khoảng 222 ha. Khu công nghiệp Hòa Phú thu hút các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất, lắp ráp và chế tạo điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang tỷ lệ 1/500. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 151,79 ha. Khu công nghiệp này thu hút các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất, lắp ráp và chế tạo điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, cơ khí, sản xuất, lắp ráp, chế tạo máy và tự động hóa, công nghiệp tin học, phần mềm, công nghiệp dược, thiết bị y tế. Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Tiên Sơn, Ninh Sơn, huyện Việt Yên tỷ lệ 1/2000. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 222,98 ha. Đây là khu công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa tỷ lệ 1/2000, quy mô đồ án khoảng 224,02 ha. Khu công nghiệp này ưu tiên thu hút các lĩnh vực sản xuất, chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí chính xác, các sản phẩm từ công nghệ, kỹ thuật cao phục vụ các ngành điện tử, công nghệ thông tin, dược phẩm, mỹ phẩm, vaccine, thiết bị y tế, thực phẩm trái cây, sản xuất, lắp đặt các sản phẩm liên quan đến hệ thống điện mái năng lượng mặt trời. Theo bạn, Bắc Giang còn quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn huyện nào nữa không? Cùng comment ý kiến nhé!